Sáng 23 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 8 với sự tham dự của 43/48 đại biểu. Phát biểu khai mạc, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện các nghị quyết tỉnh ủy và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, biểu dương tinh thần hợp tác, đồng hành, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp quan trọng và những thành tựu chung của tỉnh nhà trong thời gian qua để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp thứ 8 có khối lượng công việc tương đối lớn với nhiều nội dung quan trọng và thời gian chỉ tổ chức kỳ họp chỉ có 2 ngày. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thể hiện chính kiến, bản lĩnh, trí tuệ của mình, nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu, phản ánh khách quan, tập trung thảo luận, hiến kế hoặc nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng đưa các nghị quyết được quyết định đúng đắn và phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan thật sự cầu thị lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu hội đồng, ý kiến thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các kiến nghị của cử tri để mà giải trình và có ý kiến xử lý hợp lý, thỏa đáng. Sau khai mạc, kỳ họp thông qua báo cáo kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và các báo cáo, tờ trình quan trọng do Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình,